Chính sách giảm thuế VAT hiện hành sẽ kết thúc vào khoảng tháng 6 năm 2024 và nếu được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15 thì nhiều loại hàng hóa sẽ tiếp tục được giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2024. Tính toán cho thấy nếu tiếp tục áp dụng chính sách này thì ngân sách nhà nước sẽ giảm thu khoảng 24.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, báo cáo của Đoàn Giám sát Quốc hội về thực hiện nghị quyết số 43 cho thấy chính sách giảm 2% thuế VAT đối với một số nhóm hàng hóa và dịch vụ đạt được kết quả tích cực. Người dân được hưởng số tiền thuế từ chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng VAT lên tới hơn 44.400 tỷ đồng. Và đồng thời, việc áp dụng chính sách này còn góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội trong điều kiện lạm phát, giá cả và chi phí nguyên liệu đầu vào cho sản xuất tăng cao. Giới chuyên gia nhận định, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, việc kéo dài các chính sách tài khóa, giãn hoãn nợ, giảm thuế phí trong đó có giảm thuế VAT sẽ tạo động lực mới cho tăng trưởng tiêu dùng và xuất khẩu.